Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi đã lan rộng trên cả 8 huyện, thành phố với số heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy là gần 1.600 con. Ngay khi phát hiện dịch bệnh tái phát, tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực triển khai các giải pháp khoanh vùng, khống chế, không để dịch lây lan, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi trên địa bàn. Hiện tỉnh Ninh Bình đã cấp 10.000 lít hóa chất để tổ chức phun khử trùng tiêu độc. Hai huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Nho Quan với hơn 900 con, huyện Gia Diễn đã hơn 400 con heo phải tiêu hủy. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện và các phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện để giám sát dịch bệnh. Khi mà phát hiện dịch bệnh, chúng tôi tiếp tục lấy mẫu giám sát để xét nghiệm, để xác định dịch bệnh và tổ chức kịp thời các cái biện pháp tiêu hủy các cái đàn lợn mà bị mắc bệnh theo đúng quy định và đảm bảo là không gây ô nhiễm môi trường và không phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. Thì bên cạnh đó thì cũng phối hợp với lại các địa phương tổ chức tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát cái vận chuyển buôn bán lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các sản phẩm từ lợn để hạn chế các cái mầm bệnh phát tán lây lan trên diện rộng, và đặc biệt là tăng cường cái công tác bảo vệ các cái trang trại, các cái công ty đang chăn nuôi với quy mô lớn để giữ cái tổng đàn và đảm bảo cái nguồn cung thực phẩm thịt lợn. Để dập dịch và khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan trên diện rộng, tỉnh Ninh Bình thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các địa phương có dịch, chỉ đạo công tác phòng chống dịch và huy động nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch không để lây lan, xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, giết xác heo bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.